Rồi, chào mọi người ha. Nay em về được con G375 nha mọi người. Hàng này thì anh em không phải nói rồi, không phải chê được của đâu nữa. Dòng này là chạy đẳng cấp rồi. Anh em khai thác ở miền Tây thì gặp nó thì khỏi phải bàn. Máy này đẹp xuất sắc. Đặc biệt đời này là có sưởi ấm tay cầm luôn nha mọi người. Bật công tắc này lên nè, cái tay cầm nó ấm lên. Chế độ chạy bên Nhật á, khi chế độ chạy mùa đông á, bật lên người ta sẽ ấm cái tay cầm người ta. Còn về Việt Nam mình chắc không sử dụng tới à. Việt Nam mình thời tiết hơi nóng. Nguyên green đẹp xuất sắc. Chưa xịt bóng nha mọi người. Nguyên green màu mũ ha. Màu mũ nguyên green hết. Rồi đem tách nổ luôn ha. Rồi mở bên trong xem sao. Lọc gió nè, trắng tinh. Cái nòng bên trong nhìn còn sáng giới như mới luôn ha. Rồi cái bộ chế nè, bộ chế quanh gồ lên theo máy. Trắng phiếu. Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm đến clip của em ha. Anh em mua hàng liên hệ 0944787771. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thạnh Lộc, Ngọc Nghiền, Kiên Giang. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cái clip của em ha.